Xin chào mọi người nha, đây là thành quả của hai nhà mình hôm nay. Được một con bạc má này. Một con bạc má này với cả hai em khuyên. Đó. Bạc má. Đây, bạn đang định cho vào lồng. Đang chuẩn bị cho vào lồng. Bạc má là mình thấy bên ngoài đẹp hơn. Không biết tí thả lồng có đẹp không? Dạy làm sao được, con này kẹp rất đau mọi người ạ. Đến chưa được chưa? Đấy mãi không sao. Lúc quay lại đi dọn. Không nhớ đâu. Bên kia lại ấy là lệch à. Dòng inox phải bền phết nhỉ. Không mờ gì. Mà cái lồng này cũng rẻ mà đúng không? Cho mọi người xem từng con khuyên một này. Đây bạc má chuẩn bị thả vào lồng. Lần trước là bẫy được một con đấy mọi người, nhưng mà xấu mất. Bẫy có một con bạc má. Lần trước có rất là nhiều người hỏi bạc má nhưng mà không có, nó xấu mất. Đó. Mình quay lệch mất rồi. Hả? Ok. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Rất đẹp này, bỏ đó nhìn đẹp này. Đúng con này không nhảy, không lao mấy bạn nhỉ. Ghim cái lồng của bạn này, ghim cái cửa lồng vào. Cái này chặt lắm. Đẹp thật đấy. Không nhảy đâu nhá, chim này rất hay. Bình thường chim khác thả vào nó nhảy kinh lắm. Lành nhỉ bạn nhỉ. Dương cái gì cũng biết, thật sợ thật đấy. Thế đi bà. Đấy, tiếp tục là hai con khuyên thả vào lồng mọi người nhé. Con này lúc nãy em để rất kêu kêu. Con này bé hơn đúng không? Ừ. Đây mọi người nhìn thấy này. Nó vẫn không nhảy tí nào luôn này. Con khuyên mà cho vào thì nó lao thì như con thiêu thân luôn. Đặt cái lên bạn. Thả thì tiện hơn mọi người. Lần trước thả đổ mãi cái túi ra, bọn nó mấy thanh niên vào hành chim. Trời kê lắm. Đó, thấy lao ghê chưa? Lao. Ôi ra 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 bạn. Ra cả nửa mẹ người rồi. Ra không? Nó biết ra được không? Đây con này vẫn đứng nguyên một chỗ mọi người này, nó phải như thế này. Nốt vào đi bạn. Chợ ra mất lại mất phí ấy. Bệnh vui, ra thì thôi. Không đừng nói phét. Con này to hơn này. Thấy chưa? Thả khuyên rồi lồng này bao giờ chưa ạ? À, tưởng giờ vào chết à? Giờ vào chết à? Lao về chưa? To, con này to. Con này to này, con kia bé hơn. Con kia bẩn vãi. Con này không động đậy gì vãi thật đấy. Quay mặt đây. Từ bạn vào tay các bạn. Đó, đây là thành quả một buổi sáng đấy mọi người. Được 3 con này thôi. Quay này không? Không. Đang thay lồng. Xin chào mọi người nhá.
Con này